Thưa quý vị, chiều 17 tháng 5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án tai nạn đường thủy, làm 4 người tử vong và 5 người mất tích. Vụ việc xảy ra tại vùng biển huyện Lý Sơn vào ngày 24 tháng 4 năm 2024. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan hành vi sai phạm của các tổ chức cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Thượng tá Ngô Văn Đức, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an Quảng Ngãi đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, phối hợp với các lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân. Theo đó, 20 cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Ngãi đã được cử làm việc với các đơn vị liên quan như Công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn, một tổ công tác của Công an Quảng Ngãi vào tỉnh Long An làm việc với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh. Được biết trước đó, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình, huyện Lý Sơn, nhà thầu chính là Công ty chi nhánh đầu tư và xây dựng miền Nam, Tổng công ty xây dựng Lũng Lô, ký kết hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn ở huyện Bình Sơn. Doanh nghiệp này, tức Công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn, đã hợp đồng với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh ở tỉnh Long An thuê tàu kéo LA06695 và xà lan LA06883 để vận chuyển đá từ cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam ra thi công Bến Đình, huyện đảo Lý Sơn. Vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, tàu LA06695 kéo theo xà lan LA06883 chở khoảng 1.236 tấn đá học đi theo hướng từ Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam để ra đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Khi còn cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì bất ngờ xảy ra tai nạn làm chìm tàu kéo và xà lan dẫn đến 4 người tử vong, đã tìm được trên biển và 5 thuyền viên hiện vẫn đang mất tích. Những ngày này, bà Võ Thị Vân, 48 tuổi, ở Lý Sơn, ngóng chờ thông tin tìm kiếm con trai là Bùi Minh Chí, 26 tuổi, một trong 5 nạn nhân mất tích khi xà lan chở đá và tàu kéo chìm gần khu vực đảo Lý Sơn vào sáng ngày 24 tháng 4. Chí là con trai lớn trong gia đình, sau còn 3 em trai. Sợ nghề biển bất chắc, bà Vân từng khuyên con đi Nhật theo diện xuất khẩu lao động, rồi học nghề cơ khí ở Sài Gòn. Vì một số nguyên nhân, Chí ở lại đảo làm nhân viên tàu cao tốc tuyến Lý Sơn Sa Kỳ, mức lương 7-8 triệu đồng. Với kinh nghiệm 4 năm đi tàu, thông qua các mối quan hệ, tháng 3 vừa qua, Chí được Công ty Lý Tuấn, trụ sở huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi thuê chạy tàu để kéo xà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà, Quảng Nam ra Lý Sơn thi công để chắn sóng. Mới cưới vợ, con trai gần 1 tuổi, công việc chạy tàu cao tốc cũng rảnh, Chí nhận lời kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Ở Lý Sơn, tuyến đường từ đất liền ra đảo được gọi đi bờ, nghĩa là an toàn hơn đi biển xa. Cả gia đình bà Vân đều yên tâm khi Chí lên đường vào đất liền ra cảng Kỳ Hà. Bà Vân nói, bà nghĩ con trai chỉ ngủ một giấc là đến nơi nên ủng hộ con đi làm. Bà kể tiếp, Chí đã 3 chuyến chở đá từ cảng Kỳ Hà ra Lý Sơn. Mỗi sáng khi tàu chạy qua nhà để vào cảng, Chí thường gọi điện thông báo cho bà biết. Bởi thế những chuyến trước trên ban công tầng 2 của nhà mình, bà Vân hay nhìn ra biển để thấy tàu con trai đi qua. Tuy nhiên sáng 24 tháng 4, bà chờ rất lâu nhưng không thấy tàu kéo xà lan ngang qua nhà. Sáng đó, chồng bà Vân là ông Bùi Văn Sơn nhận được cuộc gọi từ ngư dân báo xà lan chở con trai chìm lúc 4 giờ, địa điểm gặp nạn cách Lý Sơn chừng 5 km. Ông lập tức huy động các ngư dân chạy tàu cao tốc vòng ra phía bắc tìm con và những người mất tích. Khi ông Sơn đến nơi, thấy các thùng xốp và thùng mì tôm nổi lên. Lần theo dấu vết, ngư dân phát hiện 3 nạn nhân nổi lên. Họ lặn dưới độ sâu 45 mét, thấy xác tàu kéo hư hỏng với cabin bị tốc mái vòm, chỉ còn trơ vô lăng, cánh quạt méo. Ở cửa cabin, thợ lặn tìm thấy một nạn nhân trên tay cầm chìa khóa. Điều bất thường là 4 nạn nhân được tìm thấy không phải Chí, cùng những người có tên trong danh sách đăng ký thuyền viên khi tàu rời bến. Đó là Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều, Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương. Nhà chức trách xác minh, các nạn nhân được phát hiện gồm Trần Minh Phúc, quê ở huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, Võ Như Song, quê Tiền Giang, Đặng Văn Ước và Đặng Văn Nhung, Long An. Những người này không có trong danh sách đăng ký thuyền viên lúc tàu xuất phát ở cảng Kỳ Hà. Từ đây, cơ quan chức năng nghi ngờ số nạn nhân trong sự cố lên tới 9 người, chứ không phải 5 như ban đầu. Những ngày sau đó, ngoài lực lượng tìm kiếm của cảnh sát biển và địa phương, ông Bùi Văn Sơn cùng các gia đình ở Lý Sơn nhờ đội thợ lặn liên tục quần tại khu vực tàu chìm. Thợ nhiều lần lặn xuống độ sâu 60 mét, tới chỗ tàu và xà lan chìm quay video tìm nguyên nhân tai nạn.
Anh Lê Văn Thuận, một trong những thợ lặn tham gia tìm kiếm nói, đã nhiều lần lặn vào bên trong tàu. Tuy nhiên, sau khi bới tung mọi ngóc ngách của con tàu, anh chỉ thấy xoong nồi rớt khỏi bếp, dưới đất là chén bát vung vãi, quần áo mền gối. Các khu vực gần bãi đá chìm cũng không thấy người đâu. Công ty trách nhiệm hữu hạn Lý Tuấn, bên thuê chở vật liệu và công ty Minh Linh, chủ tàu và xà lan cũng thuê đội thợ lặn tìm kiếm, nhưng đến nay không có kết quả. Đại diện công ty Minh Linh cho biết, theo quy định, tàu khi chở hàng phải đảm bảo 5 thuyền viên. Sau khi được công ty Lý Tuấn thuê chở đá ra Lý Sơn, do thiếu người, Minh Linh chỉ thuê thuyền trưởng và một thủy thủ, còn lại 3 người trên tàu do công ty Lý Tuấn thuê. Liên quan 4 nạn nhân tử vong nằm ngoài danh sách, khi làm việc với cơ quan chức năng, cả hai công ty đều cho hay không biết họ là ai. Là vợ của ông Trần Minh Phúc, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, một trong 4 thuyền viên không có tên trong danh sách đăng ký, nhưng được tìm thấy sau khi chìm tàu. Bà Bùi Thị Liên ấm ức khi những ngày qua, công ty Lý Tuấn không hỗ trợ bồi thường cho gia đình. Bà Liên cho biết chồng làm nghề máy đào hơn 20 năm. Đầu tháng 4, ông Phúc được một đơn vị ở thành phố Đà Nẵng giới thiệu làm việc cho công ty Lý Tuấn với nhiệm vụ chở đá ở cảng Kỳ Hà tới Lý Sơn. Ngày 24 tháng 4, bà nhận được tin sự cố khiến chồng tử vong nên cùng gia đình ra cảng Dung Quất nhận chồng đưa về lo hậu sự. Tai nạn đã diễn ra hơn 20 ngày, nhưng hiện công ty Lý Tuấn chưa gặp mặt gia đình bà Liên để bồi thường. Chỉ có một số người làm chung công ty tới thăm viếng, đưa 10 triệu tiền lương và 8 triệu đóng góp của đồng nghiệp. Bà Liên khóc nói, họ cho ô tô chở xe máy của chồng bà vào trả cho gia đình. Đến nay, vụ tai nạn chưa được nhà chức trách công bố nguyên nhân. Phó Giám đốc Cảng vụ Quảng Ngãi cho biết cơ quan chức năng vẫn đang điều tra. Lãnh đạo cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi nói chưa đủ căn cứ để khởi tố vụ án. Hôm ngày 14 tháng 5, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cho hay Công an tỉnh đang xác minh điều tra sự việc công ty Lý Tuấn tập kết hơn 160.000 mét khối đá trái phép tại cảng quân sự Kỳ Hà sau khi Công an Quảng Nam đề nghị. Thưa quý vị, liên quan vụ chìm xà lan ở Quảng Ngãi, chiều muộn ngày 25 tháng 4, tàu cứu hộ SR-412 cập cảng Dung Quất Bình Sơn đã chở các thuyền viên xấu số vào bờ để đưa về quê lo hậu sự. Bên trên bến, hàng chục đôi mắt đỏ hoe chỉ biết lặng lẽ dõi theo trong nỗi đau tột cùng. Chiều tối 25 tháng 4, thân nhân những thuyền viên xấu số tập trung trên bến cảng Dung Quất, họ dõi mắt nhìn về phía cửa biển, nơi tàu cứu hộ đang tiến dần vào vùng neo đậu. Đứng tần ngần trên bến cảng, ông Đặng Văn Nhớ, anh ruột thuyền viên Đặng Văn Nhung di chuyển gấp rút từ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Ngãi đón em trai. Ông Nhớ cho biết, hôm ngày 24 tháng 4, nghe tin em trai gặp nạn, ông không tin vì có bao giờ nghĩ em trai mình vắn số đến vậy. Để khi cơ quan chức năng Quảng Ngãi điện vào báo em gặp nạn, chân tay ông Nhớ mới bủn rủn. Giờ ông chỉ trông tàu cập bến để sớm đưa em về nhà. Mới hôm Tết, anh em còn gặp mặt nhau, vậy mà giờ chia cách thế này. Đôi mắt ông Nhớ đỏ hoe, ông cho biết ra đây đón em về với vợ con, cha mẹ. Nắng chiều buông xuống, bến cảng vẫn nhộn nhịp, bóng dáng những người cha, người anh. Nhưng đứa em là thân nhân các thuyền viên xấu số, tâm trạng rối bời. Dẫu họ biết điều tồi tệ đã đến. Không ai nói với ai lời nào, họ nhìn nhau trong nỗi đau tột cùng. Tàu chở 4 thuyền viên tử vong vừa cập cảng, anh Võ Văn Thoại, cháu ruột thuyền viên Võ Văn Song chạy ào đến, chàng trai trẻ không kìm nén được cảm xúc. Anh Thoại cho biết, quê ở thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Sau Tết, anh đến tỉnh Khánh Hòa làm ăn, nên hai cậu cháu không gặp nhau. Vừa hôm rồi nghe tin cậu gặp nạn, cả nhà hoang mang vì không tin cậu gặp nạn nơi đất khách quê người. Chàng trai trẻ thốt lên, đến giờ anh vẫn không tin là cậu không còn trên cõi đời này. Anh Thoại nói rằng rất nhớ người cậu của mình. Sau những thủ tục quan trọng của lực lượng chức năng, 4 thuyền viên xấu số trên chiếc tàu kéo bị chìm được đưa lên bờ trong hình hài đông cứng. Sau hơn một ngày được tàu cứu hộ cứu vớt đưa vào tủ cấp đông, những người thân đứng tần ngần xúc động, họ ôm chầm lấy nhau để vơi đi nỗi buồn. Những người đàn ông một đời ngang dọc bỗng trở nên yếu mềm. Họ tiến đến gần băng ca xe cứu thương để cố gắng đứng gần người thân của mình nhất trong giây phút trùng phùng đau thương. Thứ cảm xúc ruột thịt dâng trào khiến những người có mặt làm nhiệm vụ cũng không kìm được nước mắt. Chân tay bủn rủn, chàng thanh niên Đặng Hữu Toàn đứng tần ngần không bước được thêm bước chân nào nữa khi thi hài cha anh, ông Đặng Văn Ước được đưa từ tàu cứu nạn lên bờ. Anh Toàn cố gọi tên cha như thể không cất thành lời. Cha ơi, cha hứa đi làm rồi về với mẹ con mà sao vậy cha?
Không gian cuối ngày trở nên đượm buồn, tiếng còi hú xe cứu thương từ từ rời bến cảng, thẳng tiến về trung tâm y tế huyện Bình Sơn để làm thủ tục nhằm đảm bảo việc đưa các nạn nhân về quê an toàn để gia đình lo hậu sự. Trong số 4 thuyền viên xấu số thì câu chuyện của anh Trần Minh Phúc làm ai nấy nghẹn lòng. Dẫu được tìm thấy, cứu vớt đưa lên tàu từ sớm nhưng không một ai nhận dạng được, bởi lẽ anh Phúc quê ở thị trấn La Hà, Quảng Ngãi và không có tên trong danh sách đăng ký đi tàu. Anh Trần Quốc Bình, anh ruột thuyền viên Phúc, thất thần đón đứa em trai nằm bất động trên băng cáng. Anh Bình cho biết, anh Phúc ra cảng Kỳ Hà lái máy đào thuê cho người ta để kiếm tiền lo cho gia đình. Mấy hôm trước, Phúc còn điện thoại về bảo rằng làm hết tuần rồi về lên mộ thắp hương cho mẹ. Giọng anh Bình nấc nghẹn, em hứa vậy mà không làm được sao Phúc, mẹ mới mất chưa đầy 50 ngày mà giờ em cũng bỏ anh đi. Liên quan đến sự việc chìm xà lan làm nhiều người tử vong và mất tích, chiều ngày 25 tháng 4, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Viện Kiểm sát đến làm việc với Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, người thân các thuyền viên tử vong và điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước đó, sáng 24 tháng 4, tàu kéo LA-06695 kéo theo xà lan LA-06883 chở hàng từ cảng Kỳ Hà Quảng Nam ra đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi. Khi ra cách đảo khoảng 3 hải lý thì chìm nên tàu kéo phát tín hiệu AIS cầu cứu. Sau khi nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, đồn biên phòng Lý Sơn triển khai hoạt động tìm kiếm cứu nạn thuyền viên và vớt được 4 nạn nhân trôi gần nơi xà lan bị chìm. Tại hiện trường, Bộ Giao thông Vận tải đã huy động 9 phương tiện tham gia tìm kiếm của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, tàu công vụ của Cảng vụ Hàng hải, tàu biên phòng của Quảng Ngãi, một số tàu khách, tàu vận tải đang tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Cục Hàng hải Việt Nam cũng yêu cầu mọi tàu thuyền hoạt động trong khu vực có trách nhiệm tăng cường quan sát, tham gia phối hợp tìm kiếm. Hiện cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích vụ chìm tàu. Và những thông tin mới nhất chúng tôi liên tục cập nhật gửi tới quý vị và các bạn. Xin cảm ơn quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!